Phong thủy Thái Nguyên xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đầu năm mới 2020 Canh Tý đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy và kênh thầy Phong thủy Thái Nguyên của Phong thủy Thái Nguyên. Và ngồi ngay đích trung bên đây sẽ là thầy Thái Nguyên. Vâng, chào chị và các bạn. Hiện tại thầy đang là chuyên gia phong thủy cao cấp, tổng thư ký hiệp hội phong thủy dị học thế giới phân hội tại Việt Nam và là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc Phong thủy Thái Nguyên. Và thưa thầy, thì thông qua những câu chuyện đầu năm chúng ta đã bàn đến những câu chuyện liên quan đến vận hạn, thì một trong những cái chủ đề rất là hay mà chúng ta cần bàn đến đó là làm nhà dựng cửa, đúng không thầy? Đúng rồi. Dạ. Vậy thì thông qua những cái phần câu hỏi và những cái băn khoăn trăn trở và những thắc mắc của các cô chú anh chị các bạn thường xuyên theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy và kênh thầy Phong thủy Thái Nguyên, thì có đặt ra rất nhiều những cái yếu tố thắc mắc và câu hỏi khác nhau xoay quanh chuyện làm nhà. Và ngày hôm nay thì bản thân em xin phép thay mặt các cô chú anh chị cùng đặt những câu hỏi để cùng thảo luận với thầy. Dạ vâng. Vậy thì với một trong những cái thắc mắc và những câu hỏi đầu tiên mà chúng em thường xuyên gặp phải đó là nhiều gia chủ thì mong muốn là năm 2020 các cô chú chị xây dựng nên một cái ngôi nhà mới, một cái cơ ngơi mới. Tuy nhiên một điều đó là bản thân các cô chú chị rất lo ngại rằng là tuổi tôi năm nay lại phạm kim lâu, tam tai hoặc là hoang ốc hay là thái bạch, thái dương gì đó, rồi là phạm cả tuổi 49, 53, do đó là không dám làm nhà. Vậy thưa thầy, thì yếu tố là tuổi không làm được nhà như thế nó có phải là điều quan trọng nhất hay là những tiêu chí nào là quan trọng hơn cả trong việc làm nhà này, xin phép thầy cho đổi với lại các cô chú chị ạ. Vâng, trước hết là những cái câu hỏi mà Đức Trung có trao đổi thì là tôi có gặp cũng như là trong quá trình đi tư vấn thực tế thì cũng gặp rất là nhiều cái câu hỏi như vậy. Thì bây giờ chúng ta cần phải xác định xem là bản thân là cái căn nhà đã. Thì thế này, khi chúng ta xây dựng cái nhà là chúng ta xây dựng cái nhà trên đất, chứ không phải là xây dựng cái nhà trên người. Người nó chỉ là cái mối tương tác thôi. Cái căn nhà nó được cái sự ba sự kết nối. Cái sự kết nối thứ nhất đó là cái khi anh chị đào móng động thổ, tức là khi chúng ta đào đất xuống chúng ta nạp cái địa khí lên. Khi chúng ta cất nóc chúng ta giữ cái thiên khí ở trong. Và thứ ba nữa đó là khi con người vào ở hoặc là con người xây dựng lên nó thì nạp thêm cái nhân khí. Như vậy nó đủ tam tài là thiên địa nhân hòa hợp. Đúng rồi. Thì khi mà chúng ta xem là cái nhà có làm được hay không thì người ta phải căn cứ vào cả ba yếu tố này. Thiên khí, địa khí và cả nhân khí. Vâng. Thì chúng ta sẽ xét cái yếu tố đầu tiên là yếu tố về địa khí. Khi chúng ta nói về địa khí tức là chúng ta nói đến long, chúng ta nói đến sát, chúng ta nói đến mạch, chúng ta nói đến các cái việc mà lập tọa hướng của nhà năm nay có cát hay không. Ví dụ như là trong cái năm 2020 là năm Canh Tý thì là Thân Tý Thìn Tam Hợp. Thì khi Thân Tý Thìn Tam Hợp thì như vậy là những cái nhà có phần tọa là có nhà có phần tọa là Tị Ngọ Mùi, thì cái phương đấy người ta rơi vào phương gọi là phương tam sát. Thì khi rơi phương tam sát gọi là tai sát, tuế sát và kiếp sát, thì lúc này là cái long nó bị ảnh hưởng. Đúng rồi. Chứ không phải là cái long nó bị ảnh hưởng chứ không phải là như vậy, chứ không phải là cái tuổi của anh chị, mà là khi mà cái long nó bị ảnh hưởng nó sẽ làm cho là khi chúng ta động thổ là chúng ta động vào mạch. Chúng ta, bởi vì tại sao gọi động vào mạch, nếu anh chị cuốc cuốc bời bới trên mặt đường ấy thì cái đấy không có tích. Mà khi chúng ta đào qua cái phần tầng nước giáp, qua tầng nước thịt, xong rồi xuống đến chạm xét đến sỏi ruồi, thế chị dừng lại đúng không ạ? Lúc đấy thì chúng ta bắt đầu làm móng nhà, từ đấy chúng ta bắt đầu mới làm lên. Khi bắt đầu từ móng nhà, bắt đầu từ chỗ chúng ta làm lên thì lúc này là chúng ta động vào long. Thì khi động vào long mà long người đang bị bệnh hoặc long đang bị sát thì lúc này động vào thì nó sẽ đem lại khủng hoảng. Nó không khác gì cái vết đau ở trên tay mà chúng ta lại đến cái ngày chúng ta lại đào, chúng ta lại bới, chúng ta lại vẽ hình hay là chúng ta lại tương tác lên trên đó. Vì người ta không bao giờ người ta làm như vậy cả. Thì đấy cũng là một dạng gọi là long sát. Thì chúng ta phải lưu ý là vấn đề. Cái vấn đề thứ hai cũng có thể nói về long sát nữa, ví dụ như mộ long biến vận. Thì cũng là một dạng long sát. Thì khi nói đến mộ long biến vận thì tức là người ta nói đến việc rằng là cái nạp âm của thái tuế khắc vào nạp âm của long, khắc vào nạp âm của mộ long. Thì cái điều này nó cũng gây ra những cái thị phi, gây ra những cái tai họa liên quan đến sự nghiệp. Thì những cái mà nó liên quan đến long tức là nó sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự nghiệp. Cho nên là khi làm nhà, chúng ta gọi là khi khai sơn lập hướng hay là chúng ta làm một cái căn nhà mới, thì là cái việc mà chúng ta động phải xem là long có bị tổn thương hay không. Trước hết là chưa nói là tốt xấu thì chúng ta phải nói là phải xu cát kỵ hung, tức phải tránh cái điều xấu đã. Đúng thì rồi. Sau đó chúng ta mới nói cái điều tốt. Hoặc là nếu như mà những cái nhà mà tọa bắc hướng nam chẳng hạn thì năm sang năm 2020 là năm gọi là vượng long, vì là năm đấy gọi là năm vượng long. Thì khi mà vượng long chẳng hạn thì lúc này thì cái long nó khỏe thì chúng ta nạp cái địa khí lên thì nó rất là tốt. Và cái long này nó ảnh hưởng đến cái gì? Nó ảnh hưởng đến cái nhân binh, tức là số lượng người trong nhà. Nó ảnh hưởng đến cái gì nữa? Nó ảnh hưởng đến cái sự nghiệp, ảnh hưởng đến cái quan lộc.
vì là phú quý thì tại hướng đình, cái đình làng, đình đền, miếu phủ, chùa chiền là nơi long nó vào đó. Và cái điều thứ hai khi chúng ta làm nhà là chúng ta liên quan đến cái địa khí. Yeah. Rồi thì điều thứ hai liên quan đến cái thiên khí. Yeah. Thiên khí lúc này là chúng ta bắt đầu nói đến cái hướng. Uh-huh. Đúng không? Khi nói hướng thì em nói đến hai yếu tố. Nghe nói đến thái tuế sát. Ví dụ năm nay là cái sao mộc, đúng không ạ? Cái khí trực của thái tuế, trực niên thái tuế đến phương tý. Thì chúng ta nạp cái thái tuế, tức là chúng ta nạp ngay cái trực khí vào. Nếu chúng ta kẻ một đường thẳng song song từ tọa của nhà đến hướng đến môn thì cái đường thẳng đấy nó song song với cái đường thẳng từ trái đất đến cái sao mộc. Thì khi song song như này thì ta gọi là trực khí. Dạ. Thì vô tình khi chúng ta cất nóc cho nạp là chúng nạp cái trực khí vào. Ví dụ năm nay vị trí hướng đông là cái ngũ hoàng nó đáo đến cái vị trí của phương đông. Dạ. Thì lúc này là cái ngũ hoàng là cái sao đã thất vận và nó là cái sao đại sát tinh, mang ngũ khí, mang cái khí của mộ kỷ đố thiên. Dạ. Nó đến cái phương hướng mà phương đông thì lại là vị trí phương đông thì lại mộc thổ tương khắc, vì đông ngũ hành thuộc mộc mà ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ. Dạ. Thì cái điều này là vô tình chúng ta nạp cái hung khí vào. Khi nạp hung khí vào nó không khác gì cái người mà hít phải khí độc. À, thì như vậy thì làm sao mà căn nhà nó có thể vượng khí được? Khi chúng ta cư trên một căn nhà mà long thoái, long suy mà khí kém thì nó sẽ là cái điều không tốt. Còn cái điều nhân khí thì xưa nay thì các cụ hay kiêng cái việc mà những cái người mà nó có cái trạng thái khí không tốt. Khi nói về nhân khí người ta nói ba chuyện cơ, người ta không chỉ nói đến cái chuyện mà kim lô hóa với tam tai, người ta nói này, cái nhân khí đầu tiên là gia đình và thống nhất hòa hợp để xây dựng nhà và quyết tâm làm nhà hay không. Cái đấy gọi là cái hỉ khí và cái hòa hợp khí. Cái chuyện này là cái chuyện quan trọng. Ví dụ anh chị làm nhà, vợ anh chị không đồng ý, hay con không đồng ý, bố mẹ không đồng ý, hay là họ hàng làng xóm không đồng ý thì có chứng gì nó bị trục trặc. Cái điều thứ nữa là như này, là người ta nói đến tiếp theo là người ta nói đến là ví dụ như là chính quyền địa phương, tức là cái đất cát nó có sạch sẽ, mọi thứ nó ổn định hay không, tức là sổ đỏ giấy phép xây dựng nó đầy đủ không, cũng đang làm tự nhiên mà chính quyền người ta vào người ta bảo là dừng, tạm dừng lại đi thì rất là dở, không tốt. Không tốt đúng không ạ? Ranh giới nó chưa rõ ràng đúng không? Cái điều thứ ba người ta nói đến là cái vận khí, tức là cái tuổi. Lúc này mà nói đến cái tuổi thì cái tuổi đấy nó có phù hợp cho việc động thổ hay không. Còn cái nhà thì đã có nạp được thiên địa khí rồi. Còn không có cái nhà nào mà bảo là năm nay đưa tôi được tuổi làm nhà. Được tuổi làm nhà không phải là được tuổi làm nhà. Câu nói chính xác nhất là được tuổi động thổ. Đưa tuổi động thổ hay không? Chứ không phải là được tuổi làm nhà. Chính xác. Còn làm nhà là nó phải do là đắc long, đắc khí. Thì lúc này thì căn nhà nó mới trở nên là cái căn nhà tốt. Dạ. Cho nên người gọi là đắc long đắc khí. Còn nếu như mà khi mà có chuyên gia phong thủy xem á, thì người ta sẽ nói là cái căn nhà này nó có đắc vận không, đắc được vận long vận thủy không, đắc của vận của đại long đại cán long, hay đắc của vận của đại cán thủy đại thủy hay không. Rồi người ta xem căn nhà có phù hợp hay không. Và người ta sẽ xem là cái tháng nào là tháng vượng long vượng thủy, tháng nào vượng khí nhất để người ta nạp. Thì lúc này sẽ đảm bảo được cái thịnh vượng. Còn về mặt chung thì người ta vẫn nói là chúng ta xem này, khi chúng ta nói đến cái đình đền miếu phủ chùa chiền, đúng không ạ, thì không ai nói là năm ông trụ trì bao nhiêu tuổi để mà làm, đúng không? Mà người ta sẽ nói là cái năm nay là năm, ví dụ năm nay là năm Canh Tý, hay năm nay là năm Quý Mão, hay năm nay là cái năm Nhâm Dần, thì là cái căn nhà này hay là cái ngôi chùa này được tu tạo hay được sửa chữa hay được khởi công xây dựng hay được khánh thành, chứ không ai nói là năm ông trụ trì bao nhiêu tuổi. Nó không liên quan. Nên là nha, là đối với cả cái nhà là nhiều anh chị cứ hỏi là 4953 hay Thái Bạch hay Kim Lâu, đúng không ạ, hay là anh chị hay là Hoàng Ốc hay là Tam Thai hay là hay là Kim Lâu, hay thì đều nó chỉ là để xem là cái tuổi đấy có nên động thổ hay không. Còn nếu cái tuổi không động thổ được thì chúng ta lại nhờ cái người tuổi khác có cùng huyết thống với anh chị là tốt nhất, đúng không ạ? Bởi cùng huyết thống thì nó cùng mã ADN. Thì và thứ hai nữa là nếu cùng huyết không được thì những cái người đấy thì người ta có ngũ hành nó phù hợp với cả long, phù hợp với cả hướng và phù hợp với cả ngày. Và lưu ý trong cái việc mà xem ngày động thổ ấy, là người ta phải xem cái ngày đấy có hợp với gia chủ hay không. Chứ không ai người ta xem ngày phù hợp với ông động thổ cả. Đúng rồi. Đúng không? Vì là chúng ta đắc long này, đắc khí này, ngày tốt đắc hợp chủ nhà này, nghi lễ đầy đủ này, đồng vị trí động thổ quý thần đào hướng này, đúng không ạ? Thì với cả cái năm cái ô tô đó thì cái việc động thổ nó là một việc cát. Nên cái người động thổ sẽ được hưởng cái phúc khí, chứ không phải là người động thổ là hung khí, nên đã động xong là phải may. Cho nên mà người ta động thổ người ta lại có xu hướng người ta chọn những người mà trong cái độ tuổi từ 30 cho đến 50 là sức trẻ sức khỏe. Thì lúc đấy nó là lúc vượng nhất, chứ không phải là lúc đấy là cái lúc mà là hung. Đó là một điều. Thế thì quay lại với câu chuyện đấy thì chúng ta thấy ngay một điều, đó là cái việc mà động thổ làm nhà nó xét trên tuổi, đâu có phải là tuổi tôi làm nhà hay không mà xét trên yếu tố vận khí. Đúng rồi. Vận khí của đất, vận khí của thiên khí, rồi sau đó mới con người mới là xét tiếp.
Do đó rằng là giống như những cái kiến thức mà thầy đã chia sẻ rất nhiều xoay quanh những câu chuyện trước với các cô chú anh chị, chúng ta luôn xét đến yếu tố về thiên khí địa khí xoay quanh năm cái sát rất lớn, đúng không ạ, mà thầy vẫn thường xuyên nhắc đến, đó là thái tế sát này, ngũ hoàng đại sát này, tam sát này, mậu kỷ đối thiên sát và mộ long biến vận sát, đúng không ạ? Vậy chúng ta phải căn cứ trên yếu tố đó, chúng ta xét xem vận khí nhà mình có được đắc hay không, sau đó mới động thổ, đúng không ạ? Sau đó mình sẽ quyết định xem là cái nhà có đạt được hay không. Dạ vâng. À, còn nếu như lọc được qua cái sát rồi thì bắt đầu mình cứ chuyển qua bước thứ hai, dạ, là xem là có cát không. Đúng rồi. Cát không, tức là xem là có vượng long không. Vượng long không. Như vậy thì trong một năm thì bốn phương tám hướng, tức là 24 sơn, dạ, đó là 24 sơn hướng. Thì 24 sơn hướng thì ta sẽ chia thành là ba nhóm, yeah. Chia thành ba nhóm, cái nhóm ba nhóm như tôi là tôi hay chia thành khoảng bốn nhóm, yeah. Cái nhóm đầu tiên là không thể làm được, không thể làm được. Cái nhóm thứ hai là làm được nhưng mà phải xem năm tháng ngày giờ rất cẩn thận. Ví dụ như là những trường hợp vi phạm ở mộ long, yeah. Là phải chọn năm tháng ngày giờ có nạp âm nó tương hòa, rồi nạp âm của ngày nó tương hòa với cả cái nạp âm của thượng mộ long và nạp âm của mộ vận, rồi sau đó chọn bổ long phù sơn rồi nhập nguyệt táo sơn. Ví dụ đấy tôi gọi là làm như một cố. Cái nhóm thứ hai là trung bình cát, yeah. Trung bình cát tức là ví dụ những cái hướng, ví dụ như là cái năm 2020 này, ví dụ như hướng tây nam chẳng hạn, yeah. Nó gọi là cái hướng đấy là trung bình cát, tức là làm thì được, tức là nó không hung, yeah. nó không sợ, nó không bị hung, yeah. Và nó cũng không phải là cái năm tuyệt vời để làm, tức là không vượng long, yeah. Nhưng mà mình chọn vào cái ngày để mình bổ long, yeah. Để mình làm cho nó tốt hơn, yeah. Và những cái trường hợp thứ tư là trường hợp là những cái hàng rất tốt để làm, rất tốt để làm, nếu chia trường thì năm gọi là đại vượng để làm đi, ví dụ như là rất tốt để làm năm nay là hướng nam, yeah. Đại vượng để làm lại phải là hướng tây, yeah. Đó thì người ta chia là thành cái nhóm là giống như chúng ta xếp là quá xấu, xấu, trung bình, tốt, rất tốt, thì người ta mình nghe chia thành như thế. Nếu như chúng ta rơi vào trường hợp tốt và rất tốt thì không nói rồi. Trung bình thì nếu như mà không quá cấp bách ở chỗ ở, thì mình cũng có thể để năm tốt hơn, đúng không? Hoặc là những cái trường hợp mà cần phải hóa giải, ví dụ như nhà chúng ta nó phải rơi vào khu đô thị, nó bắt buộc là phải năm nay là phải khởi công, hay là chúng ta đã cấp bách rất nhiều chỗ ở rồi, thì lúc này thì nên là gặp chuyên gia phong thủy để người ta có thể tư vấn cho anh chị về cái việc lựa chọn năm tháng ngày giờ và cái thời điểm, thì cái thời điểm nó có yếu tố rất quan trọng trong việc mà quyết định xem là cái nhà có vượng hay không. Dạ. Đó là một trong những cái điều vô cùng quan trọng mà các cô chú anh chị và chúng ta cần phải lưu tâm. Rõ ràng một điều, chúng ta làm nhà thì chúng ta phải tính toán yếu tố vận khí của đất, chứ không phải là cứ lo lắng rằng tuổi tôi năm nay hoang ốc kim lâu rồi tam tai rồi là 4953 là cũng không dám làm nhà. Cái điều đấy cũng không phải là điều mà chúng ta quá bận tâm. Chúng ta xét ở đây là xét cái tuổi động thổ, vì rằng là khi mà vận đất mà đã tốt rồi thì chúng ta xét đến tiếp cái tuổi động thổ trong gia đình mình. Nếu như trạch chủ mà không động thổ được thì thầy Tam Nguyên đã có chia sẻ đến các cô chú anh chị và các bạn ấy, là chúng ta mượn tuổi động thổ, đúng không ạ? Vậy thì câu chuyện liên quan đến mượn tuổi động thổ đấy thì em cũng xin phép được bàn luận với thầy ở trong những cái video tiếp theo. Vậy thì các cô chú anh chị chúng ta hết sức lưu ý đến cái vấn đề này. Hơn nữa một điều rằng là thông qua cái việc mà các câu hỏi của các cô chú anh chị các bạn đặt về với lại là Phong Thủy Tam Nguyên ấy, thông qua cái việc đó là các cô chú cũng chia sẻ rằng là đi xem một số những thầy khác hoặc là thậm chí đi xem hỏi thầy cúng về cái việc mà động thổ thì thầy cũng đã đưa ra một cái ngày nào đó. Thì đến khi mà đội ngũ trợ lý của chúng em ạ có trao đổi lại với các cô chú chị rằng là người thầy đó có hỏi về tọa hướng của ngôi nhà các cô chú chị không, thì gia chủ cũng rất là trao đổi thoải mái và chân thành, đó là cũng không có hỏi gì cả. Vậy thì cũng rất là nguy hiểm trong qua cái việc không có tọa hướng nhà, không có cái thông tin cụ thể xác thực về ngôi nhà mà vẫn có thể xem được ngày động thổ, điều đấy rất nguy hiểm, đúng không thầy? Đúng rồi, bởi vì như này là cái việc mà xem ngày động thổ ấy là chúng ta sẽ nói như thế này, cái bản thân là của cái việc xem ngày động thổ, tức là ít nhất cái thông tin quan trọng nhất để xem ngày động thổ đấy không phải là cái thông tin là gia chủ cái tuổi gì, được. Mà lại là cái nhà đến hướng gì, được. Mà nếu như mà chính xác được hướng đến 24 sơn, được. Thì lại là cái điều mà tôi quan trọng nhất. Tôi ví dụ như một trường hợp như thế này, được. Cái nhà hướng, cái nhà đấy hướng, ví dụ như là cái nhà đấy là hướng nam, được. Đúng không? Chúng ta xét cả chính tí ngọ đi, được. Tức là tọa tí hướng ngọ đi, được. Nhưng mà bản thân cái ông thầy khi mà xem lại không biết là cái nhà đấy là hướng gì, đúng. Thì lại tương vào đúng ngày thìn, tức là tương vào đúng sát, dạ. Nhưng mà ví dụ như trường hợp như thế này nhá, nó cũng rất là hữu nhỉ nhá. Tức là nếu như cái nhà đấy là tọa, cái nhà đấy tọa quý hướng đinh, vâng, vẫn là hướng nam, vẫn là hướng nam. Tức là khi mà chính nam thì là 180 độ, nếu nó lệch qua 7.5 độ là nó sang hướng đinh, vâng. Chúng ta gọi là nam ghé tây nam, dạ, vâng. Thì lúc này là tọa quý hướng đinh, thì đến xem ngày một cái, vâng. Thì tự nhiên là ông thầy ông lại xem vào ngày đinh hợi hay ngày đinh mùi hay ngày đinh mão, vâng. Tức là lúc này là vô tình lại phạm vào một cái sát rất quan trọng vào phong thủy, người ta gọi là hoàng tuyển sát, hoàng tuyển sát. Do đó là nếu như mà biết được chính xác đến cái hướng độ thì dạ. Khi mà xem thì bắt đầu người ta sẽ tính toán để vâng. Tránh được những cái sát phàm mà phạm vào những cái sát này, thì cái việc cát
đang là cái việc cát thì nó lại trở thành hung. Cho nên nghe là để mà xem được cái ngày động thổ là cái việc rất là quan trọng. Nó giống như là cái việc mà bắt đầu là đứa trẻ được mang thai rồi sinh ra rồi chửa rồi bắt đầu là đến lúc mà thai nghén đúng không ạ? Thì chọn lựa cái thời điểm đến lúc kể cả cái việc nhỏ như việc sinh con người ta cũng phải xem ngày. Ví dụ như không thụ thai vào bát tiết tứ thời, không tự thai vào những ngày thiên địa trùng nhật rồi những ngày lễ tế rồi ngụy kỵ người ta phải kiêng chứ. Thì nó có cái tiêu chuẩn rất quan trọng trong việc xem ngày. Thì cái tiêu chuẩn này của cái nhà thì giống như cái tuổi của cái nhà nó liên quan đến cái tọa hướng. Cho nên là mình căn cứ vào cái tọa hướng để mình quyết định xem là làm được hay không và làm cơ sở để xem ngày. Chứ không thể nào mà đến ôi hôm nay hoàng đạo, hôm nay là hoàng đạo ôi ngày này có tam lương, tất cả những cái thần sát nó chỉ là những cái để chúng ta mang tính chất chúng ta tham khảo mà thôi. Xin cảm ơn thầy. Thông qua cái phần lý giải vừa rồi của thầy thì em cho rằng là một trong những yếu tố căn cứ quan trọng để mà các cô chú anh chị và các bạn chúng ta xác định lại cái quan điểm liên quan đến động thổ làm nhà của mình đúng không ạ? Và cũng rất vui khi mà một số các cô chú anh chị chúng ta đã hiểu điều này thì kết hợp với đội ngũ trợ lý của chúng em rất là nhuần nhuyễn xong qua cái việc để mà chúng em tư vấn ở hỗ trợ liên quan việc tư vấn liên quan động thổ làm nhà. Vậy thì các cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem video thật kỹ và nếu như có những câu hỏi thắc mắc thì xin vui lòng các cô chú anh chị chúng ta có thể để lại ở dưới phần bình luận của kênh YouTube để mà đội ngũ trợ lý của Phong Thủy Tam Nguyên sẽ tiếp thu cũng như là tiếp nhận cũng như là trao đổi các cô chú anh chị một cách kỹ càng hơn. Cái cấu trúc mà các cô chú anh chị chúng ta nên để lại thông tin bao gồm là họ tên này, cộng với năm sinh của bản thân hoặc là năm sinh các thành viên trong nhà này, cộng với lại số điện thoại này và cái câu hỏi thắc mắc cần mà giải đáp ở dưới phần bình luận để chúng em có thể tổng hợp lại và trao đổi cách kỹ hơn. Hoặc các cô chú chị cũng thể gọi điện đến số 1900 2292 và bấm nhánh số 2 để được gặp các đội ngũ trợ lý mà tư vấn liên quan đến việc xây nhà, dựng cửa và triển khai các cái hạng mục liên quan đến tư vấn kỹ càng hơn. Các cô chú chị cũng có thể đến với địa chỉ của văn phòng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng. Tại Hà Nội thì các cô chú chị chúng ta ghé qua phòng 809 tòa nhà 34T đường Hoàng Đạo Thúy tại thành phố Hà Nội. Tại Thành phố Hồ Chí Minh các cô chú chị chúng ta cũng có thể ghé qua số 775 số 778 Sạc Lâm, đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hay tại thành phố Đà Nẵng thì các cô chú chị cũng có thể ghé qua là tầng 12 của tòa nhà ngân hàng ACB số 218 đường Bạch Đằng tại thành phố Đà Nẵng. Thì tại đây đều có các trợ lý của thầy Tam Nguyên nắm vững học thuật, nắm vững chuyên môn và tư vấn hỗ trợ các cô chú chị một cách kỹ càng hơn. Em xin cảm ơn thầy cũng như là xin chúc thầy một năm mới vạn sự bình an và nhiều cái sự may mắn ạ. Vâng, cảm ơn các bạn, chúc anh chị một năm mới bình an, thịnh vượng. Xin cảm ơn. Vâng, xin hẹn gặp lại các cô chú chị và các bạn trong chuỗi video tiếp theo.